lời Chúa trong sách Công Vụ Jonah có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: hãy đứng dậy đi đến Ninive thành phố lớn và hô lên rằng: biết lời nguyện cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ to lớn, nếu hoàng phương nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này
Vì xưa bà đã từng tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ tội dày cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah giáo giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa tin đó, lời khen Chúa. Thưa bạn trẻ, hôm qua tin mừng là chúng ta thấy sự cầu nguyện của người cha, thì hôm nay tin mừng là lời nhắc cho chúng ta một việc thực hành, đó là sự sám hối. Chúa Giêsu là đứa giống nào của Jonah, như là giống nào người muốn chúng ta phải nhìn vào đó là giống nào lớn, giống nào để bảo vệ chúng ta. Chúng ta biết đó là Thiên Chúa đã chọn Jonah là ngôn sứ của Ngài và sai ông đi tham giảng vì chúng mối ở thành Ninive, một thành phố thì có thể nói là sống truyền đạt, sống vô luân và thờ bộ trưởng. Cái thứ của đó là người mà cho nên chúng ta được kêu gọi họ sang hôn. Nhưng chúng ta thấy là bất chấp cái dân thành Ninive như vậy, rồi bất chấp là tiếng nói Thiên Chúa, ông Jonah đã quyết định chạy trốn khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Thế là Jonah ông lên tàu đi rời, và Chúa đã cho một cơn bão đến bắt ông là phải dừng lại, và cuối cùng ông phải nhảy đi xuống biển để cứu chúng ta. Và ông xuống biển thì cũng cho một cái con cá voi đến là muốn kịp với ông. Và một cái điều đặc biệt là con cá voi sẽ nhả ông ở trên cái bờ biển của thành Ninive. Và do đó con cá đã chấp nhận cái gì của Thiên Chúa là đi tham gia sự sống của mối cho dân thành Ninive. Và một cái điều tuyệt vời đó là ông sứ mạng của ông đã nhả thì nó thành công. Và nhờ ơn sự Thiên Chúa, từ nhà vua đến thương nhân, tất cả những sự thức phật đều và của dân thành Ninive đều là công phối của anh cả. Và chúng ta đó, cái đó cái dấu tài, cái dấu tài là dân hoàn toàn Thiên Chúa đó, chứ không phải là những cái dấu tài của ta tốt rồi lại quay mà mình nói là đặc biệt là dấu tài là cái lời đặc biệt của chúng ta thành công, đó là dân đã thông phối. Như vậy thì dấu là mà Giêsu gửi đến hôm nay nó là cái dấu chỉ, nó là cái dấu là của hoàn cải tâm hồn con người, dấu là hoàn cải con người xưa ông Jonah và thành Ninive đã hoàn cải đón nhận cái gì Thiên Chúa, chính Jonah mà hoàn cải và cái thành cái thiên nhà ông đã lên bờ và ở cái thứ hai dù là bọn em. Còn chúng ta hôm nay nói cái điều mà đặt ra chúng ta hôm nay là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta tự vấn, để chúng ta bước theo Chúa trong sự hoàn cảnh không? Sự hoàn cảnh của tâm hồn là dấu chỉ, để nói về sự hoàn cảnh là dấu lại, là dấu chỉ và là điều vi diệu, người ta nói là vĩ đại nhất. Nó sự hoàn cảnh của tâm hồn là dấu chỉ vĩ đại nhất. Của tất cả những dấu chỉ, của tất cả những điều bí hiểm mà Chúa có thể thực hiện ở trên thế giới của chúng ta. Ta nói như vậy, hoàn cải dấu chỉ vĩ đại nhất rồi. Vì sao? Vì hoàn cải đó là chiến thắng của cái thiện Chúa cái ác. Đó là chiến thắng của sự sống của linh hồn trước cái chết của tội lỗi. Chúng ta thấy ngay cả những gì mà chữ lành thân xác của đây là đang cấp cao, chúng ta còn ngồi trên thân xác khỏe mạnh đó thì cũng là đáng cao, nhưng thật sự một trái tim mà hướng về Thiên Chúa thì còn đáng phải quy giá hơn nữa. Người mà từ chối sám hối, người mà từ chối sám hối thì có khả năng là trói chặt Thiên Chúa, nhưng chúng ta được gì? Thế chúng ta được gì cái từ mà
và không sắc môi, thì thiên chúa muốn áp đặt những cái gì lên người lại, được lên lời là vừa gọi sắc môi là một lời mời gọi là một chất lạ của Đức Thánh Vĩ Đại, một cuộc sống thật sự mới mở ra cho những ai mang thai. Và chúng ta xin Chúa để cho chúng ta có sẵn sàng góp phần và có chiến thắng của Chúa Giêsu ở trên tội lỗi của chúng ta, sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi của chúng ta ở trong cuộc sống của chúng ta, để rồi chúng ta được mời gọi sống cuộc sống mới. Để Chúa Giêsu hôm nay chúng con đến với Chúa trong những lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con đến với Chúa bởi vì chúng con biết Chúa là một vị Thiên Chúa đầy lòng tốt lành và thương xót. Chúng con tìm Thiên Chúa không chỉ vì chỗ lạ và sự đáng của Ngài, mà còn cũng chính vì con người của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng con có thể là khô khan và khó khăn, nhưng điều đó không sao. Và chúng con không ở đây để được an ủi, nhưng để hiến thân cho Chúa. Chúng con muốn đón nhận dấu chỉ